Thiết thực, Bộ Y tế đề xuất người mắc ung thư, bệnh hiểm nghèo được chi trả 100% mức hưởng bảo hiểm y tế. Mới đây, Bộ Y tế vừa đề xuất quy định trong dự thảo luật sửa đổi, bổ sung luật bảo hiểm y tế lần 2 nhằm đảm bảo người mắc bệnh ung thư, bệnh hiểm nghèo và các bệnh cần can thiệp kỹ thuật cao được hưởng bảo hiểm y tế 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi quy định. Điều này đặc biệt áp dụng cho những bệnh nhân được chẩn đoán với các bệnh hiếm gặp, bệnh nặng cần phẫu thuật hoặc sử dụng kỹ thuật y tế chuyên sâu. Khi được điều trị tại các cơ sở có chuyên môn kỹ thuật cao hơn hoặc khi cơ sở y tế cấp dưới không đủ khả năng. Đồng thời, một số trường hợp đặc thù sẽ được hưởng bảo hiểm y tế mà không cần tuân theo trình tự, thủ tục chuyển viện phức tạp giữa các cơ sở y tế, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho cả người bệnh lẫn quỹ bảo hiểm y tế. Bộ Y tế nhận định, quy định này sẽ giảm bớt số lượt khám bệnh không cần thiết và nâng cao hiệu quả điều trị, đồng thời giúp người dân giảm chi phí đi lại và các chi phí khác khi phải tự khám chữa bệnh vượt cấp. Danh sách 42 bệnh hiểm nghèo theo quy định của chính phủ bao gồm ung thư, đột quỵ, nhồi máu cơ tim lần đầu, viêm đa khớp dạng thấp nặng, huyết tạng, phẫu thuật tim mạch, phẫu thuật thay van tim, bỏng nặng, bệnh cơ tim, bệnh Alzheimer và sa sút trí tuệ, vân vân.